Gà dâng miệng cáo. Chào chị Mái Mơ. Mới sáng sớm mà chị đã đi kiếm ăn rồi à? Ồ, anh Chim Sáo đấy à? Anh cũng dậy sớm thế. Không khí buổi sáng thật dễ chịu nên tôi đi dạo cho khuây khỏa. Hôm qua mưa to quá không ra ngoài được nên sáng nay tôi phải tranh thủ dậy sớm. Vậy chị kiếm ăn đi nhé, tôi đi dạo vài vòng đã. Đói quá đi mất. Cả ngày hôm qua không có con mồi nào vào bụng rồi. Kia rồi, đúng là một con mồi ngon. Ôi, chạy đâu cho thoát chứ. Ôi, cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với. Trời, chị Mái Mơ bị tên cáo bắt rồi. Cứu tôi với, cứu tôi. Cứu tôi với, cứu tôi. Tội nghiệp chị Mái Mơ quá. Không được, phải tìm cách cứu chị ấy mới được. Làm thế nào bây giờ? Cứu tôi với, cứu tôi. Cứu tôi với, cứu tôi. Cứu tôi với, cứu tôi với. Cái gì thế? À ha, trời đúng là thương kẻ ăn ở hiền lành như mình. Không những có gà mà còn có chim nữa. Tuyệt, quá tuyệt. Nó bị thương thế mà vẫn chạy được à? Hừ, để xem mày có chạy mãi được không. À, con này láo thật. Ông nhất định phải bắt cho bằng được mày mới thôi. Anh bạn, có giỏi thì lên đây bắt tôi này. Đồ khốn, con chim láo xược kia, mày dám lừa tao à? Cảm ơn anh Sáo nhé. Không có gì, tạm biệt nhé. Hả? Cái gì thế này? Trời ơi, thế là mất cả chi lẫn chài. Mình mắc mưu chúng nó rồi. Ngu quá là ngu. Cá chép hóa rồng. Thuở ban sơ, Ngọc Hoàng mới tạo ra đất trời chưa được bao lâu. Khi ấy, người là người ban mưa gió xuống trần gian. Không ổn công chúng ta nghiến răng kèn kẹt, trời cho mưa xuống rồi. Đã quá, mưa mùa hè tuyệt thật. Giờ muôn loài thủy sinh đã yên tâm phát triển. Tuy nhiên, trên núi, trong rừng, các loài còn chưa được phong phú, đúng không? Vâng, thưa Ngọc Hoàng, các loài trên núi còn thưa thớt lắm ạ. Trong rừng cũng vậy. Được rồi, trên rừng dưới biển, vạn vật phải được hài hòa. Nơi thiếu cần được ưu tiên bổ sung. Giờ nước đều đã ổn định, ta sẽ không trực tiếp làm mưa gió nữa. Nay ta ban cho rồng của thiên giới việc làm mưa xuống trần. Hãy truyền lệnh ta, xin tuân lệnh Ngọc Hoàng. Rồng từ đó thay Ngọc Hoàng làm mưa, nhưng số lượng rồng lại ít quá, không đủ cho mưa đều khắp nơi. Chẳng bao lâu dưới trần gian xảy ra nạn hạn hán. Cứ nắng nôi mãi thế này, mưa không về lấy một giọt. Hạn hán thế này, loài thủy sinh chúng mình là chết đầu nước. Dạ, nạn hạn hán đang thực sự rất nghiêm trọng thưa Ngọc Hoàng. Số rồng của thiên giới hiện tại là bao nhiêu? Tâu Ngọc Hoàng, cả thảy là 6 ạ. Ta muốn chọn các loài thủy sinh lên làm rồng. Chính chúng sẽ là người hiểu nhất nước có ý nghĩa thế nào với sự sống còn. Dạ, điều này thần e rằng khó có thể đoán định trong số các thủy sinh loài nào đủ khả năng để thành rồng. Ta sẽ tổ chức một cuộc thi nghiêm ngặt, chuẩn bị ban chiếu chỉ của ta xuống vua Thủy Tề, chủ trì tổ chức. Vâng, thưa Ngọc Hoàng anh Minh. Chiếu chỉ của Ngọc Hoàng đã rõ, ta chính thức phát động cuộc thi rồng. Kén chọn loài nào đủ sức đủ tài xứng làm rồng thiên giới. Thưa vua Thủy Tề, chúng tôi nhất định sẽ dự thi. Khó mấy cũng phải ghi danh tham dự. Ta hoan nghênh tinh thần của muôn loài. Để hóa rồng,
các khanh cần qua ba đợt sóng. Vượt thác Vũ Môn được tạo nên bởi linh khí của trời đất. Loài cá lớn chúng ta nhất định sẽ làm nên chuyện. Các bạn cứ đi thi cho vui, chứ làm rồng thì đã có chúng tớ lo rồi. Các anh chớ có nói trước. Ừ, thì cơ hội là như nhau, nhưng khả năng thì lại khác. Ngày mai chúng mình sẽ bắt đầu hành trình với thác Vũ Môn nhé. Ừ, chúng ta nhất định sẽ hóa rồng. Anh có chép, mai anh đi cùng chúng tôi luôn chứ. Các anh cứ tới trước đi, tôi muốn tập luyện thêm nữa. Có cơ hội này để mang nước về cho muôn loài, mình nhất định phải chuẩn bị thật tốt. Hơi dào, anh cứ khéo quan trọng hóa vấn đề, không đến nhanh ấy à. Các bầy thủy sinh khác họ hóa rồng hết. Thôi kệ anh ấy, chúng mình cứ đi trước. Một tháng sau, thác Vũ Môn quả thực không dễ chinh phục. Đã hơn một tháng trời nhưng chưa loài thủy sinh nào vượt qua được đỉnh cao nhất. Sức vóc như các cậu, tốt nhất nên về đi. Khó đến thế kia à. Trời, tôi đã thử đến lần thứ 5 rồi. Không ngờ thác lại cao đến thế. Sóng mạnh quá, tôi bơi còn không nổi đây này. Tôi phải nghỉ mấy ngày mới dám bơi về, chứ đừng nói gì nhảy lên đó. Đã vượt qua bao thác ghềnh mới đến được đây, còn chưa chinh phục mà các anh đã nản chí thế rồi hả? Mấy anh cá lớn thế còn phải bỏ về mà cứ cứng đầu phi lên. Kìa, anh ấy suýt thì hóa rồng rồi này. Vây vẫy râu, anh ấy chả phải râu rồng là gì. Tiếc là không qua được ngọn thác thứ 3, lưng cong cụm lại rồi. Biết thế này tôi đã luyện tập kỹ càng. Là anh cá chép ở sông nhà mình đây mà. Trời ạ, à, anh ấy đang phi như bay lên thẳng ngọn thác. Ui chà, chú chép kia chẳng phải chép thường đâu nhá. Phải năng rèn luyện thân thể lắm, bản chất lại quý hiếm đặc biệt, miệng ngậm ngọc trai kia kìa. Cá chép nhờ được sóng cao đưa lên, qua luôn một lần ba đợt sóng, vượt Vũ Long Môn, nhã ngọc hóa rồng. Anh cá chép hóa rồng rồi. Chúng ta chỉ biết xôn xao ùng đi thi thố mà không ai chuẩn bị chu đáo, cơ hội lần này coi như bỏ lỡ rồi. Từ đó, hình ảnh cá chép hóa rồng được lưu truyền dân gian, trở thành biểu trưng cho sự nỗ lực, may mắn, trót lọt, thành công trong học hành, thi cử, cũng như công danh sự nghiệp. Cánh đồng bốc cháy. Ngày xưa, ngày xưa, tại một ngôi làng ven biển, người dân nơi đây ngoài làm nghề đánh cá, họ còn trồng lúa để làm lương thực. Trồng lúa ở đây là việc rất khó, nên cánh đồng lúa quý như sinh mạng của họ vậy. Kato, làm việc vất vả quá, anh uống một tách trà đi này, trà mới hay thơm lắm. Ồ, cảm ơn ông Hamaguchi. Ông Hamaguchi, cho tôi một tách trà với được không? Tôi khát khô cả họng rồi. À, được thôi, trà còn nhiều lắm. Ấm trà bé như thế này thì ông ấy phải pha bao nhiêu mới mời đủ mọi người nhỉ? Thật ra ai cũng đã mang theo nước rồi, nhưng ông ấy vẫn cứ thích làm những việc không đâu như thế chứ. Kể ra thì ông ấy cũng tốt bụng, nhưng nhiều lúc tôi thấy ông ấy ngốc nghếch nhiều hơn. Chào John ngốc nghếch. Tớ không ngốc, ngày nào cũng thấy ông cháu cậu mời trà mọi người, trong khi ai cũng có nước uống rồi. Không phải ngốc thì là gì? Đó là vì ông tớ có trà ngon nên muốn chia sẻ với mọi người mà thôi. Bố mẹ tớ nói là làm tốt việc của mình là mệt lắm rồi, còn hơi sức đâu mà quan tâm đến việc của người khác như ông cậu. Chỉ có ngốc mới làm thế. Cậu... Năm đó thời tiết rất thuận lợi, những cánh đồng lúa vàng ươm nặng trĩu hạt chỉ chờ thu hoạch. Dân làng tổ chức một lễ hội lớn mừng vụ mùa bội thu, khung cảnh vô cùng náo nhiệt, tiếng hát và tiếng nhạc tràn ngập không gian. Nhưng dường như trái ngược với không khí ấy, ông lão Hamaguchi vẫn sống bình lặng trong căn trời nhỏ của mình trên sườn núi. Chà, thời tiết hôm nay thật đẹp. Nhưng mà cháu muốn xuống dưới làng chơi cơ,
Cha mình cứ phải ở mãi trên này hả ông? Ông cháu mình có nhiệm vụ rất quan trọng, không ai thay thế được đâu cháu à. Chúng ta phải canh giữ đồng lúa. Lúa thì vẫn ở đây thôi, trên này có ai đâu mà phải canh hả ông? Bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra cháu à. Chỉ cần lơ là đi một chút, thành quả của mọi người có thể sẽ tan biến như bọt biển đây. Nguy rồi! Phải cho mọi người biết mới được. Châm cho ông một ngọn đuốc nhanh lên. Để làm gì hả ông? Làm theo lời ông, đừng hỏi nhiều. Dạ. Ông ơi, sao ông lại đốt lúa? Ông bảo lúa quý như tính mạng cơ mà. Chết rồi, trên sườn núi bị cháy. Phải đánh chuông gọi mọi người đi cứu lúa. Cháy rồi, đi cứu lúa bà con ơi. Ông Hamaguchi canh lúa kiểu gì mà để cháy to thế này? Có mỗi việc canh lúa mà làm cũng không xong. Tất cả mau lên núi cứu lúa đi. Ông làm gì thế này? Sao ông lại đốt lúa? Ông tính cho chúng tôi chết đói sao? Hãy nhìn biển đi rồi sẽ rõ. Trời ơi, sóng thần! Sao ông biết được chuyện này? Ta đã sống đủ lâu để biết được dấu hiệu của một trận sóng thần là như thế nào. Cảm ơn ông đã cảnh báo chúng tôi. Nếu ông không làm thế thì tất cả chúng tôi đã mất mạng. Chúng tôi đã hiểu lầm và thường xuyên chê bai ông. Xin hãy tha lỗi cho chúng tôi. Tất cả đã cuốn đi theo cơn sóng thần vừa rồi. Từ giờ chúng ta hãy cùng làm lại từ đầu nhé. Nhất trí. Pinocchio, chú bé người gỗ. Ngày xưa, tại một thị trấn xa xôi có một bác thợ mộc hiền lành chuyên làm đồ chơi bằng gỗ cho các em nhỏ. Chỉ có một điều khiến người thợ mộc già nuối tiếc nhất trong cuộc đời là bác không có con. Mình sẽ dùng nó để đẻo một chú bé người gỗ mới được. Giá mà chú bé người gỗ này biến thành người thật, tên chú sẽ là Pinocchio nhé. Đây là món quà bác xứng đáng nhận được. Cháu hãy là đứa trẻ ngoan vâng lời cha cháu. Nếu cháu làm được như vậy, ta sẽ tới tặng cho cháu một món quà đặc biệt. Tuyệt quá! Cháu có thể đi lại, cử động nữa. Con chào ba. Lẽ nào ước mong của ta sự thật nhiễm màu? Pinocchio, chú bé người gỗ của ta đang sống ư? Dạ, từ nay con sẽ luôn ở cạnh ba. Thật không thể tin được, ta chưa bao giờ thấy hạnh phúc như hôm nay. Kể từ đó, Pinocchio và bác thợ mộc sống bên nhau rất hạnh phúc. Con muốn được đi học như các bạn nhỏ, đến đây mua đồ chơi của ba, được không ba? Được chứ. Ba ơi, ba cho con tiền để con mua cặp sách vở như các bạn ba nhé. Ba sẽ cho con mà. Chiếc áo khoác tốt, mình cũng đổi đủ tiền mua cái cặp này. Và dư trả chút cho thằng bé mua thêm đồ dùng đi học. Ngày mai tới trường, con dùng tiền mua sách và thêm các đồ dùng học nữa con nhé. Dạ, vâng ạ. Ba ơi, áo khoác vậy của ba đâu rồi? Chiếc áo cũ rồi, nên ba bán đi. Cả ngày ba chỉ ở nhà làm đồ chơi thôi mà, ba không lạnh đâu. Con hứa với ba, con sẽ học thật chăm ba ạ. Cháu mua vào thì phải mua vé đã. Tiền của cháu đây, chú cho cháu mua vé nhé. Hả? Một con rối gỗ đang sống ngư? Thích quá, đi học chắc gì thích bằng. Vậy thì hãy ở đây và làm xiếc cho ta. Hỡi con rối đang sống kia. Cháu có tên. Tên cháu là Pinocchio. Cháu là con trai của bác thợ mộc Gepetto. Cháu đã hứa với ba là sẽ đi học chăm chỉ. Thì ra là vậy. Bác Gepetto thì ta biết, đó là một người thợ mộc tốt bụng.
Nhưng sao cháu hứa với cha đi học mà lại vào rạp xiếc? Dạ, nhưng mà tiền ba cho cháu mua sách, cháu đã mua vé xem xiếc. Cháu hãy dùng tiền này mua sách và mau đến trường ngay đi. Dạ, cháu cảm ơn ông. Muốn đi tiếp thì mau đưa số tiền ấy đây. Không được, đây là tiền mua sách vở của tôi. Đưa tiền đây cho chúng tớ. Chúng tớ sẽ đi gieo nó xuống bãi cát thần kỳ cạnh bờ biển. Cây tiền sẽ mọc lên rất nhanh, nhiều hơn mấy tờ cậu có gấp trăm lần. Chúng tớ sẽ quay lại đưa cậu đến hái. Nếu có nhiều tiền như thế thì tuyệt quá. Thế thì tớ chờ ở đây nhé. Chắc là cáo và mèo sẽ không quay lại nữa. Mình bị lừa rồi. Chú bé của ta, chuyện gì khiến con phải nức nở khóc vậy? Con đang theo các bạn tới trường thì cáo và mèo xông ra cướp hết tiền của ba cho con để mua sách vở, rồi xô con ngã. Trời ơi, sao bỗng dưng mũi con lại dài ra thế ạ? Con có đang nói thật với ta không vậy? Dạ, con nói thật mà. Vì bị cướp mất tiền nên con không thể đến trường nữa. Xin bà hãy cứu con. Con đang nói dối ta nên mũi con mới dài ra như thế đấy. Dạ, con xin được nói thật ạ. Dạ, cháu cảm ơn bà ạ. Đừng bao giờ nói dối nữa chú bé ạ. Và hãy mau trở về nhà. Nghe mấy người đánh cá nói bác thợ mộc Gepetto đi tìm chú bé người gỗ kỳ lạ mà bác ấy tạo ra. Một người đánh cá đang vào bờ nhìn thấy bác ấy bị ngã thuyền và bị cá mập nuốt chửng. Trời ơi, vùng biển quen bờ dạo gần đây mới xuất hiện một con cá mập khổng lồ dữ tợn. Nhìn thế nào đi nữa, mình nhất định phải cứu được ba. À! Trời đất ơi, mình bị cá mập nuốt rồi. Ba mình phải cứu ba. Pinocchio là con có phải không? Ôi, ba đây rồi. Trai của ta cứ ngỡ không còn gặp được lại con nữa cơ. Ba ơi, tất cả là tại con đã không nghe lời ba. Xin ba hãy tha thứ cho con. Cuối cùng, cháu đã chứng tỏ mình là đứa con không quản hiểm nguy cứu cha. Như lời đã hứa, ta tới đây để tặng cho con món quà đặc biệt. Con ba ơi, con cảm thấy trái tim đang đập trong ngực. Con đã trở thành con người thực sự rồi. Cảm ơn người vì phép màu kỳ diệu này. Với tất cả những điều tốt lành mà bác đã làm, bác xứng đáng được ban phước lành. Pinocchio, cháu hãy luôn yêu thương ba và nhớ là đừng bao giờ nói dối nữa nhé. Kể từ đó, Pinocchio cùng bác thợ mộc sống những ngày hạnh phúc êm đềm. Bác thợ mộc đã thực sự có được một cậu con trai hiếu thảo. Chú chim của cầu vồng. Ngày xưa, tại một khu rừng xa xôi là vương quốc của rất nhiều loài chim chóc. Những chú chim ở đây chỉ có hai màu xám và đen. Chỉ có một chú chim duy nhất canh giữ cầu vồng là có 7 sắc màu tuyệt đẹp. Cầu vồng là vật linh thiêng giúp chiếu sáng cho khu rừng nên được các loài chim rất quý trọng. Đố cậu đuổi kịp tớ đây. Cứ chờ đấy, tớ sẽ bay đến cầu vồng trước cậu cho mà xem. Tụi nó lại bay lên cầu vồng đấy. Ôi, vừa cao vừa xa, mệt chết đi được. Ở dưới này mà ăn cho khỏe, lên đó có gì vui đâu. Ôi, hai em không sao chứ? Xin lỗi anh, bọn em bay vội quá nên không nhìn thấy anh. Không sao, các em lại lên ngắm cầu vồng đấy à? Dạ, hôm nay trời đẹp quá, cầu vồng tỏa ra những màu sắc thật là rực rỡ. Bọn em thích cầu vồng lắm. Giá mà chúng em cũng có được sắc màu đẹp như cầu vồng nhỉ? Chỉ cần các em luôn yêu và giữ gìn cầu vồng, rồi một ngày các em cũng sẽ giống như anh, có được thật nhiều sắc màu như cầu vồng. Thật hả anh? Thật chứ. Các em nhìn kìa, phía kia là nơi sinh sống của lũ côn trùng tham lam.
Chúng đã ăn sạch những bông hoa ở đó. Anh sợ rằng có ngày chúng sẽ đến phá hoại nơi này. Bọn chúng sẽ phá hoại mảnh đất của chúng ta sao? Chúng chỉ biết ăn và không thích làm gì cả. Chúng sẽ ăn sạch những thực vật tươi tốt ở bất cứ nơi đâu chúng đi qua, thậm chí là cả cầu vồng tươi đẹp của chúng ta nữa. Thế thì nguy hiểm quá. Nếu như chúng đến, anh sẽ kêu gọi muôn loài chim cùng hợp sức ngăn cản. Chúng ta phải bảo vệ mảnh đất này. Các em có sẵn sàng tham gia không? Có ạ. Chúng em sẽ bảo vệ khu rừng này bằng tất cả sức lực của mình. Thế thì anh yên tâm rồi. Thức ăn của chúng ta ngày càng cạn kiệt. Chúng ta phải tìm đến nơi khác thôi. Ở khu rừng trên kia đồi rất xanh tốt, màu mỡ. Chỉ cần qua bên đó, chúng ta còn lo gì không có cái ăn nữa. Bên đó có rất nhiều chim chóc, ta vốn không ưa gì chúng. Nếu đánh trực diện, chúng ta khó lòng chiến thắng. Nếu thế, chúng ta sẽ hoạt động khi tối trời. Lúc đó, chúng sẽ khó nhìn thấy chúng ta hơn. Phải rồi, nguồn sáng của chúng có được nhờ rất nhiều vào cầu vồng. Thế thì trước tiên, chúng ta sẽ phá hoại cầu vồng trước. Thật là cao kiến. Đến lúc đó, chỗ nào cũng âm u, chúng làm sao phát hiện ra ta nữa. Ý hay, hoan hô, hoan hô. Nhìn kìa, là chim bảy màu. Anh bảy màu ơi, có chuyện gì xảy ra thế? Lũ bọ đang phá hoại cầu vồng. Mọi người xin hãy cùng tôi lên đó chiến đấu với chúng. Sao? Lũ bọ đã đến đây rồi ư? Và chúng đang tấn công cầu vồng. Phải, chúng ta phải nhanh lên. Nếu để chúng ăn hết cầu vồng thì vùng đất này sẽ trở nên nhạt nhòa, không còn màu sắc nữa. Trời ơi, nhưng mà lũ bọ đó hung hãn lắm. Tôi nghe nói răng nanh của chúng rất kinh khủng. Nếu bị cắn phải sẽ bị trúng độc mà chết đấy. Đúng vậy, hãy nhìn anh bảy màu kia kìa. Anh ấy tơi tả đến nông nổi này. Chẳng lẽ các anh định đứng yên để lũ bọ ăn mất cầu vồng, rồi vùng đất này sẽ ra sao? Dù nó có tối đi một tí cũng có sao đâu. Chúng ta cứ nên tích trữ lương thực để lánh nạn, còn hơn là đối đầu với giống loài đáng sợ đó. Đây là nhà của chúng ta. Nếu chúng ta không bảo vệ nó thì ai giúp chúng ta được nữa? Nếu để chúng ăn hết cầu vồng thì tiếp theo chúng sẽ phá hủy tất cả thực vật trên mảnh đất của chúng ta. Mọi người tưởng rằng lúc đó sẽ còn thức ăn để tích trữ hay sao? Những ai muốn bảo vệ mảnh đất này, hãy cùng tôi tiến về phía cầu vồng. Đợi chúng em với. Cả chúng tôi nữa. Ôi, chịu thôi. Tôi không muốn liều mạng với chúng đâu. Chúng ta cứ ở đây thôi. Lũ bọ kia mau cút đi. À, đau quá. Đừng hòng làm hại bạn ta. À, chạy thôi chúng bay ơi. Gì thế này? Sao cậu lại có màu? Ôi, tớ có màu xanh đây, đẹp quá. Còn cánh cửa của tớ màu hồng, cả màu cam nữa. Vì các bạn đã ra sức bảo vệ cầu vồng, nên cầu vồng đã nhuộm màu của mình cho các bạn. Kể từ giờ, các bạn sẽ là những chú chim của cầu vồng. Kể từ đó, nhiều loài chim đã có thêm rất nhiều màu sắc rực rỡ. Còn những chú chim hèn nhát thì vẫn chỉ có màu xám và đen mà thôi. Công chúa mặt trời. Chuyện kể rằng ở một vùng đất xa xôi, có một chàng hoàng tử dũng cảm sau bao khó khăn vất vả đã chinh phục được nàng công chúa mặt trời. Từ hôm nay chàng sẽ là chồng thiếp. Đây là chìa khóa của 40 căn phòng trong cung điện. Chàng được tự do đi bất cứ đâu, trừ căn phòng thứ 40 chàng không được mở ra. Hỡi nữ hoàng đáng yêu nhất trong các vị nữ hoàng, ta xin vâng mệnh nàng. Sẽ chẳng ai có thể xen được vào tình yêu của chúng ta. Từ đó, hoàng tử kết hôn cùng công chúa mặt trời. Chàng sống trong cung điện của nàng. Ồ, căn phòng này có tiếng dế kêu thì phải. Tất cả đều rất tuyệt. Đây là căn phòng thứ 40 rồi sao? Tại sao công chúa mặt trời lại cấm ta không được mở căn phòng này chứ? Tại sao nàng lại làm vậy? Chà, cánh cửa này là bằng sắt, rất nặng đây. Ta cứ thử mở xem sao. Hãy rủ lòng thương tôi, hỡi chàng trai tốt bụng. Xin chàng hãy giúp ta. Giúp ngươi bằng cách nào? Có một cái ống nước và cái ca lớn bên cạnh ở góc phòng. Chàng hãy múc một ít nước vào cái ca cho tôi uống. Tôi sẽ đền ơn chàng.
ơn chàng trai tốt bụng. Giờ thì công chúa mặt trời đã thuộc về ta. Thì ra ngươi là một kẻ hung thần. Mau đứng lại cho ta. Thả ta ra, thả ta ra. Ôi không, công chúa mặt trời của ta, chỉ vì tò mò mà ta đã để vuột mất nàng. Chàng phải đi tìm bằng được quả trứng do con vịt trời giữ. Quả trứng đó chính là sinh mệnh của tên khổng lồ. Nhưng trước khi tìm được quả trứng, chàng phải dũng cảm vượt qua cửa ải của mụ phù thủy tóc đen. Khi cần thiết nhất thì trải khăn ra, tôi sẽ đến giúp. Tên nào dám gõ cửa nhà ta? Tôi chỉ muốn kiếm việc làm. Mi thì có thể làm được gì? Tôi có thể chăn ngựa, quét dọn. Thôi được, người hãy chăn con ngựa cho ta. Phải đảm bảo chăm tốt, cho nó ăn no, đặc biệt không được làm mất nó. Xin vâng. Cho tôi miếng thịt ngon mà chàng đang ăn. Tôi sẽ kể cho chàng nghe những gì tôi biết. Ngày mai, khi đi chăn ngựa, chàng nhớ đừng để nó nhúng được chân xuống nước của chiếc đầm gần đó. Nếu không, nó sẽ biến thành cá trốn mất. Và nhớ, hãy để nó ăn no cỏ, thì chàng mau cưỡi nó. Nó sẽ đưa chàng đến nơi cần đến. Đừng hòng biến thành cá trốn khỏi ta. Con vịt kia rồi, nhưng nó ở giữa biển khơi, làm sao bắt được? Hỡi chim ưng, hãy đến giúp ta, đây là lúc ta cần ngươi giúp nhất. Lần này ta nhất định cứu được nàng. Hãy thả vợ của ta ra. Hỡi tên khổng lồ đáng ghét, cút đi cho khuất mắt ta. Nếu không mày sẽ chết nhóc con à. Ta đang nắm sinh mệnh của mày trong tay, tên khổng lồ gớm ghiếc kia. À! Ôi, vợ của ta, nữ thần ánh sáng ấm áp của muôn loài. Từ đó hoàng tử và công chúa mặt trời sống hạnh phúc bên nhau trọn đời. Sự sống, ánh sáng, ấm áp lại quay trở về với mặt đất. Cô gái vàng và người đàn bà da đen. Ngày xưa, tại ngôi làng Aza, có một người thợ rèn nghèo khó. Dù làm lụng vất vả quanh năm, nhưng cuộc sống của gia đình anh vẫn vô cùng túng quẫn. Chúng ta chẳng còn gì để ăn nữa rồi. Để anh mang ít đồ ra chợ bán xem sao. Cả một ngày trời, người thợ rèn vẫn không bán được một món đồ nào cả. Mình thật là vô dụng. Mình còn sống trên đời này làm gì nữa đây? Chi bằng chết quách đi cho rồi. Này anh thợ rèn, anh đừng nói những lời như thế. Cuộc sống vẫn còn nhiều điều tốt đẹp lắm. Bà không biết đấy thôi. Cả tuần nay, vợ tôi đã phải nhịn đói rồi. Vậy mà tôi vẫn không kiếm được chút tiền nào cả. Ta sẽ đưa anh xuống vàng này với điều kiện anh phải trả lại cho ta thứ mà anh vẫn chưa biết là đã có nó. Thứ mà tôi chưa biết là đã có nó ư? Đúng thế, anh có đồng ý không? Nhà mình thì có gì đáng giá đâu cơ chứ. Được, tôi đồng ý. Em ơi, anh vừa kiếm được rất nhiều vàng này. Anh kiếm được ở đâu thế? Chuyện ly kỳ lắm. Từ từ rồi anh kể. Sáng nay em đã định nói với anh, em có thai rồi. Em cứ lo là chúng ta đi. Sao? Em đã có thai ư? Thứ mà anh chưa biết là đã có nó. Bà ta muốn con của ta sao? Sau đó, người vợ đã sinh được một bé gái vô cùng xinh xắn, tên là Arina. Bé gái có mái tóc vàng óng như ánh mặt trời. Cô bé càng lớn, ba mẹ cô càng lo lắng vì lời hứa với người đàn bà năm xưa. Con bé đã 5 tuổi rồi, liệu bà ta có đến bắt con mình không anh? Anh sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ con em à. Hãy ngủ đi nhé, hai vợ chồng tội nghiệp. Từ bây giờ, con
con sẽ ở với ta. Người phụ nữ đưa cô bé đến một vùng đất xa xôi và nuôi dưỡng cô bé rất cẩn thận. Thời gian thấm thoát trôi qua, Irina đã trở thành một cô gái xinh đẹp tuyệt trần. Mình sẽ làm bánh táo, chắc mẹ sẽ rất thích đây. Mẹ về rồi đấy ạ. À, con đang làm bánh táo, mẹ chờ con một lát nhé. Irina, ta có chuyện muốn nói với con. Irina, con đã tròn 17 tuổi rồi, đã đến lúc mẹ phải để con ra đi rồi. Sao, mẹ muốn đuổi con đi ư? Không, chỉ là ta không thể để con ở lại đây. Con phải có cuộc sống của riêng con. Nhưng con biết đi đâu bây giờ? Hãy cứ đi theo trái tim mình con à, rồi con sẽ được hạnh phúc. Nhưng có một điều mẹ cần con hứa. Điều gì hả mẹ? Cho dù có xảy ra chuyện gì, con cũng không được nói ra con đến từ nơi này. Nếu không, mẹ sẽ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm như thế nào hả mẹ? Mẹ sẽ bị giết chết. Thế là Irina đã rời khỏi căn nhà của người phụ nữ da đen. Ta xin lỗi đã làm nàng sợ. Ta là vua của đất nước này. Còn nàng từ đâu tới? Tôi ở xa lắm, tôi không nhớ mình đi hướng nào tới đây nữa. Vậy thì nàng định đi đâu? Ta có thể đưa nàng đến đó. Tôi cũng chưa biết nữa thưa ngài. Nhà vua nhanh chóng bị vẻ dịu dàng của Irina chinh phục. Người liền quyết định đưa nàng về hoàng cung. Dù không biết được gốc gác của Irina, nhưng nhà vua vẫn cưới nàng làm hoàng hậu. Một năm sau, nàng hạ sinh một bé trai cũng có mái tóc vàng óng ả, và sóng gió bắt đầu ập tới. Muôn tâu hoàng thượng, trẻ em mất tích trong thành đang ngày một tăng lên ạ. Đã điều tra ra manh mối gì chưa? Chúng thần đã gấp rút điều tra, nhưng vẫn chưa có manh mối gì khả quan ạ. Thưa hoàng thượng, hoàng tử mất tích rồi. Sao? Mất tích từ khi nào? Khi thần vào phòng của hoàng hậu thì thấy hoàng tử đã mất tích, còn hoàng hậu nằm cạnh giường của hoàng tử, trên tay và trên mặt vẫn còn dính máu ạ. Hoàng hậu Irina đúng là phù thủy độc ác, chính con mình cũng không tha. Tự nhiên hoàng thượng lại lấy một cô gái không rõ từ đâu đến. Ngay từ đầu ai cũng thấy kỳ lạ rồi. Irina, ta biết nàng không phải là thủ phạm, nhưng nàng chưa bao giờ nói cho ta biết xuất thân của mình cả. Thiếp không thể thưa hoàng thượng, nếu không giữ lời sẽ có người phải đau khổ. Đúng là lời lẽ xảo biện của phù thủy, hãy xử tội mụ ta đi. Irina, nếu nàng không nói ra, ta bắt buộc phải xử tội nàng đấy. Thiếp không thể nói, thưa hoàng thượng. Irina cương quyết không nói, nhà vua đành phải ra lệnh xử tội nàng, dù trong lòng vô cùng đau khổ. Dừng lại, hoàng tử đang ở đây. Ta chính là tiên trên trời, vì trót để lộ bí mật của cõi trời, nên bị đày xuống đây chịu tội. Ta phải tìm được một người chịu vì ta mà giữ bí mật đến cùng. Có như vậy ta mới được trở về trời. Là thật sao? Irina, con của con và của những người dân ở đây đều còn sống khỏe mạnh. Ôi, con của chúng tôi còn sống, tạ ơn trời đất. Ta xin lỗi con nhiều lắm. Không sao đâu mẹ ạ. Hãy trở về với ba mẹ ruột của con nhé, họ thương nhớ con lắm đấy. Irina tìm về với ba mẹ ruột của mình và đón họ vào hoàng cung. Từ đó họ có cuộc sống hạnh phúc mãi mãi. Cỏ ba lá và niềm tin. Đăng ơi, đi học thôi. Phương đợi xíu, tớ ra ngay đây. Nhìn này, quà sinh nhật sớm của ba tớ đấy. Ôi, chiếc đồng hồ đẹp quá. Ba cậu thật là khéo chọn. Đồng hồ của cậu đâu hả Đăng? Chết rồi, đồng hồ của tớ ở đâu mất rồi? Nhưng cậu bình tĩnh nhớ lại xem, cậu đã cởi đồng hồ ở đâu? Hình như là lúc tớ thay đồ thể dục. Tớ nhớ rồi, tớ đã để quên ở phòng thể dục. Vậy chúng ta quay lại phòng thể dục tìm xem sao. Chết rồi, tớ nhớ là tớ để quên ở đây mà.
đâu, chắc là mất rồi. Đăng à, cậu đừng buồn, biết đâu có bạn nào trong lớp đang giữ hộ cậu thì sao. Số tớ đen đuổi lắm, từ bé tớ đã hay đen đuổi rồi, nên tớ nghĩ lần này chắc cũng vậy đấy. Ai chẳng có lúc đen đuổi chứ, có ai mà lúc nào cũng may mắn đâu. Nhưng lần này cậu hãy chờ xem sao đã. Cậu còn nhớ chiếc dây chuyền chị hai tặng tớ trước lúc chị ấy đi lấy chồng không? Lúc đó tớ mới đeo được 2 hôm rồi bị mất, mà tớ còn chẳng nhớ là mất khi nào nữa. Cậu cũng biết là tớ đen đuổi nhất lớp, hôm nào học thuộc bài chẳng sao, cứ hôm nào tớ học qua loa là bị gọi lên bảng trả bài còn gì. Thì tớ thỉnh thoảng cũng vậy mà. Cậu cũng biết là tuần vừa rồi tớ đi thi cuối kỳ môn thể dục, đáng lẽ tớ đã qua với số điểm cao nhất lớp, thế mà tớ đen đuổi bị ngã rồi phải đợi thi lại. Không chỉ thế, còn bao nhiêu chuyện đen đuổi trước đấy nữa. Thế nên tớ nghĩ mình chẳng bao giờ gặp may mắn đâu, chiếc đồng hồ chắc mất luôn rồi. Đăng, Đăng, cỏ ba lá kìa. Cậu đúng là cái đồ con gái, cỏ ba lá thì có gì hay ho chứ. Cậu không biết à, người ta nói cỏ ba lá sẽ đem lại nhiều may mắn lắm đấy. Cậu giữ đi này, biết đâu ngày mai chiếc đồng hồ sẽ quay lại với cậu. Cả lớp chẳng ai nhặt được chiếc đồng hồ cả, vậy là mất thật rồi. Số mình thật đen đuổi. Đăng ơi, chiều qua cô lao công đã giữ chiếc đồng hồ cho cậu đấy. Mau đi gặp cô ấy, lấy lại đồng hồ đi. Thật hả? Tớ đi ngay đây. Cảm ơn Phương nha. Cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Ừ, lần sau cháu nhớ giữ đồ cho cẩn thận nha. Chiếc cỏ ba lá Phương tặng mình đúng là đem lại may mắn thật. Đăng ơi, ra xách đồ giúp mẹ với. Mẹ mua gì mà nhiều đồ thế, lại toàn đồ nặng nữa. Ừ, này ở chợ nhiều đồ khuyến mại, mẹ thấy tiện nên mua. Có túi bột giặt 5 cân, thấy bảo có bốc tem trúng thưởng hay sao ấy, mẹ thấy người ta quảng cáo. Túi bột giặt này hả mẹ? Để con xem. Mẹ ơi, trúng một chiếc lò vi sóng này mẹ. Lần đầu tiên con gặp Mai khi bốc tem trúng thưởng này. Dạ bố anh, đừng có mà đùa mẹ. Lần này con may mắn thật mà, mẹ xem này. Ôi, thế thì hay quá. Có phải chiếc cỏ ba lá đem lại may mắn cho mình không nhỉ? Ôi, chiếc cỏ ba lá cứ như lá bùa đem lại may mắn cho mình ấy. Sao mình không thử mua vé số nhỉ? Biết đâu mình bỗng trở nên giàu to cũng nên. Số tiền mình vừa đập lợn chắc đủ mua 20 vé. Cô ơi, cô bán cho cháu 20 tờ vé số. Số mình đang hên, kiểu gì chẳng trúng. Này, hôm qua tớ vừa mua vé số, lúc nữa có kết quả rồi, để xem trúng bao nhiêu số nào. Trời, sao cậu mua nhiều thế? Cậu có chơi vé số bao giờ đâu. Cậu quên là tớ có cỏ ba lá hộ mệnh rồi hả? Đến giờ công bố kết quả rồi, hồi hộp ghê. Đăng này, cậu để tớ yên, để tới giờ kết quả xem sao đã. Ê, chẳng trúng số nào cả. Tôi mất tiền tiết kiệm rồi, có khi nào số tớ lại đen đuổi trở lại nữa không? Thật ra tớ muốn nói với cậu một điều, là cây cỏ ba lá tớ tặng cậu lúc đó, tớ nói nó mang lại may mắn để trấn an cậu. Chứ cỏ ba lá đem lại may mắn thật hay không, tớ cũng không biết nữa. Vậy chuyện tớ may mắn nhận lại được chiếc đồng hồ không phải do cỏ ba lá hay sao? Tớ xin lỗi đã nói dối cậu, nhưng có một điều cậu cần biết rằng, trên cuộc đời này ai cũng sẽ gặp những chuyện không may. Nếu ta luôn nghĩ lạc quan thì chuyện đen đuổi sẽ qua nhanh hơn, và may mắn sẽ mỉm cười. Tớ hiểu rồi, tớ vẫn sẽ trân trọng cây cỏ ba lá này. Mỗi lần nhìn nó, tớ sẽ nhớ tới lời cậu nói và sống lạc quan hơn. Tớ cảm ơn cậu nhé. Sự tích ve sầu rỗng ruột. Ngày xưa, ngày xưa, khi mọi loài trong khu rừng sống cùng nhau một cách vui vẻ, các con vật ngủ nghỉ đều theo quy luật. Còn loài ve sầu, chúng kêu không phân biệt giờ giấc, bất kể ngày đêm. Ôi, có chuyện gì vậy? Phần bắn vào mắt tôi rồi. Ôi, nguy hiểm quá. Chạy nhanh không bị gà mổ mọi người ơi.
quá. Đang yên đang lành thì bị gà phá tổ. Ôi, ai cắn tôi mà đau thế này? Đau quá. Ôi trời ơi, nguy hiểm quá. Ai lấy đá chọi tôi vậy? Đừng đuổi tôi. Đừng lấy đá chọi tôi nữa. Trâu đánh phá mọi người ơi. Cứu tớ với. Tớ bị trâu đâm thủng bụng rồi. Bận quá. Tự dưng lại bị con trâu mộng kia phá đám cuộc sống yên bình của tụi mình. Không được, mình phải lên gặp Ngọc Hoàng, phải kiện con trâu mộng kia mới được. Em cứ nằm ở đây, nhất định tụi chị sẽ tìm lại công bằng cho em. Dạ. Dạ, chuyện là như vậy đấy ạ. Xin Ngọc Hoàng làm chủ minh xét giùm chúng con. Cuộc sống của chúng con đang yên bình, bỗng đều con trâu mộng đó đến, làm đàn em của chúng con bị thương, thủng cả ruột ạ. Được, ta sẽ làm chủ giúp các ngươi. Gọi con trâu mộng đó vào đây. Con trâu mộng kia đã biết tội chưa? Dạ thưa Ngọc Hoàng, từ trước tới nay con ăn ở hiền lành, có gây sự với ai bao giờ đâu. Chuyện với Nồng Nọc cũng là ngoài ý muốn thôi ạ. Ngoài ý muốn ư? Ngươi phá hoại cuộc sống yên ổn của người ta, làm người ta bị thương thế kia mà nói là không cố ý ạ. Xin người xem xét cho công bằng. Không phải là tại do con cố ý, mà là tại có một quả gất rơi trúng phải lưng con, khiến cho con hoảng sợ mà lòng chạy lung tung, nên mới vô ý giẫm phải Nồng Nọc đấy thôi ạ. Quả gất ư? Gất kia bỗng dưng tại sao ngươi lại rơi rụng trúng vào lưng trâu? Tất cả đều tại con sóc. Con vẫn đang gắn lơ lửng ở trên dây, tự dưng sóc ở đâu nhảy tới, làm vàng của con lung lay, vì thế nên con mới rụng xuống, trúng phải lưng trâu đấy ạ. Sao ngươi bỗng dưng lại nhảy tới phá vàng gất hả? Dạ thưa Ngọc Hoàng, con đang ngủ trên cành cây, nào ngờ có đám kiến bóng lại bâu đến cắn con. Đau không chịu nổi nên con mới nhảy lung tung, lỡ trúng phải vàng gất. Vậy nên có trách tội thì xin vua hãy trách tội đám kiến bóng đã cắn con ấy ạ. Cho gọi đàn kiến bóng lên. Kiến kia, sao các ngươi lại tự dưng đi cắn con sóc? Đàn kiến chúng con xưa nay vốn chỉ biết chăm chỉ làm ăn, nào đâu có nỡ muốn hại ai. Nhưng chẳng hiểu sao có một con gà rừng bay sổ đến, cào với lung tung phá tổ của chúng con, làm chúng con hoảng loạn, phải chạy hết ra khỏi tổ. Trong lúc chạy đó, chúng con đã gặp sóc, nên mới cắn sóc cho hả cơn tức, khi bỗng dưng bị gà rừng phá tổ ạ. Gà rừng, tại sao tự dưng ngươi lại đi bới phá tổ kiến bóng? Lúc ấy, con đang kiếm ăn ở chỗ nương vừng, tự nhiên có con nai ở đâu chạy vào bụi rừng, làm bắn hết hạt vừng vào mắt con. Không chịu nổi, con mới bay lên cành cây đậu, rồi đạp chân luôn, vô tình làm hỏng tổ kiến, chứ không phải là do con cố ý. Dạ, lỗi cũng không phải ở con. Hôm đó, con đang đi kiếm ăn, khung cảnh rất tĩnh lặng, bỗng đâu đàn ve sầu kêu ầm lên, làm con giật mình, nên mới lao tới nương vừng. Tất cả là tại tiếng ve, truyền đám ve sầu ấy vào. Ve sầu, tại sao ngươi lại kêu ầm ĩ, không có giờ giấc làm hoẳng kia giật mình, rồi lao vào nương rừng? Dạ bẩm thưa Ngọc Hoàng, vì trời nắng nóng nên ve sầu chúng con tìm đậu ở dưới những bóng cây râm mát, tụ tập cùng nhau đông đúc, nên chúng con rủ nhau hát chơi cho vui mà thôi. Ve sầu các ngươi chỉ vì thú vui của mình mà tổn hại tới người khác, lại kêu bất kể giờ giấc. Vì vậy từ giờ các ngươi chỉ được kêu vào mùa hè, và các ngươi phải lấy ruột gan của mình đền cho Nồng Nọc, nghe rõ chưa? Ôi Ngọc Hoàng, xin tha cho tụi con, tha cho con. Cho đáng đời loài ve ham chơi. Từ đó loài ve chỉ được phép kêu vào mùa hè, và con nào con nấy trong mùa.
nghiêm trọng, bởi ruột gan của chúng đã phải đem đền cho nồng độc bất thường. Thứ quý giá nhất. Chị Gió mang tôi đến đây, anh có phiền không? Anh Nhện, anh có nghe tôi nói gì không? Không có gì. Cô cứ ở lại đây làm bạn với tôi cho đỡ buồn. Cảm ơn anh. Nàng đâu rồi? Nàng ấy đã bị gió cuốn đi rồi. Cậu nói sao? Nàng ấy đã đi rồi ư? Trời ơi, sao nàng lại bỏ ta đi thế? Nhện kia, Thần đã hiển linh. Người thấy đau lòng khi gió mang giọt sương đi sao? Thưa vâng ạ, con đã phải lòng nàng ấy. Bây giờ nàng đi rồi, con thấy mất mát và trống trải vô cùng. Ngươi cảm thấy trong nhân gian thứ quý nhất là gì? Quý nhất chính là cái không có được và đã mất đi ạ. Ngươi là một con nhện đặc biệt, nên có thể nói là đã trải qua tu luyện và cũng là đệ tử của ta. Nay thấy ngươi đau khổ như vậy, ta không đành lòng nên ban cho ngươi một đặc ân. Ta cho ngươi một lần sống vào cõi người, được sống trong tình yêu để biết được thứ gì là quý giá nhất. Các vị, con trai tôi, Phương Tư, vừa đổ trạng nguyên nên tôi mở tiệc chiêu đãi mọi người. Mọi người hãy tự nhiên nhé. Chàng đây rồi, người trong mộng của ta đây rồi. Tiểu thư Minh Nguyệt, nàng ấy đến đây làm gì? Tại sao đến kiếp này ta vẫn không có được người mình yêu? Tại sao chứ? Châu Nhi, công tử Trần Bình đến tìm con kìa. Cậu ấy có vẻ thích con lắm. Mẹ mau bảo chàng ấy về đi. Người con yêu là Vương Tư mà. Vương Tư và tiểu thư Minh Nguyệt sắp thành hôn rồi, con vẫn chưa biết gì sao? Sao cơ? Châu Nhi, con đã không ăn uống gì mấy ngày nay rồi. Dậy uống chén canh đi con. Con không muốn ăn, mẹ hãy mang đi đi. Con à, mẹ thấy công tử Trần Bình là một người tốt, sống bên cậu ấy con chắc chắn sẽ được hạnh phúc. Vừa nghe tin con bệnh, cậu ấy đã tức tốc đến thăm đấy. Mẹ đừng cho chàng ấy vào, con không muốn gặp ai cả, con chỉ muốn một mình thôi. Một thời gian sau. Con à, sao con lại dại dột để đến mức bề mang thế này? Con tỉnh lại đi. Châu Nhi, Châu Nhi, nàng sao rồi? Nó cứ bề mang thế này từ hôm qua, ta sợ nó không qua nổi. Châu Nhi, nàng có biết ta đã thầm yêu nàng từ rất lâu rồi không? Mong ước cả đời của ta là được lấy nàng làm vợ. Nàng mau tỉnh lại đi. Nhện kia, ngươi còn nhận ra ta không? Ngài là... Phải, còn nhớ cách đây 18 năm trước, ngươi từng là một con nhện phải lòng giọt sương kia và đau khổ khi nó bị gió cuốn đi không? Còn nhớ chứ, chính ngài đã ban cho con một ơn huệ để kiếp này trở thành Châu Nhi. Nhưng tại sao con vẫn không có được tình yêu của mình? Phương Tư có khác nào giọt sương kia đâu. Đúng, Phương Tư chính là giọt sương. Nhưng ngươi có từng nghĩ giọt sương là do ai mang đến cho ngươi không? Chính là gió. Gió mang sương đến rồi lại mang đi. Tiểu thư Minh Nguyệt chính là gió. Sương thuộc về gió, cũng như Phương Tư thuộc về tiểu thư Minh Nguyệt. Anh ta chỉ là một khúc nhạc ngắn đi qua cuộc đời ngươi mà thôi. Còn Trần Bình chính là cái cây nhỏ trước miếu. Anh ta đã yêu ngươi, lặng lẽ ngắm nhìn ngươi cả nghìn năm qua. Tại sao ngươi không biết trân trọng mà phải đau khổ vì một thứ thoáng qua như thế? Con... Trên thế gian này, thứ quý giá nhất không phải thứ không có được và đã mất đi, mà chính là hạnh phúc hiện đang nắm giữ. Thần...
Nếu như nàng chết đi rồi, ta cũng không còn thiết sống trên cõi đời này nữa. Nàng đã tỉnh rồi sao? Trần công tử, xin đừng làm chuyện dại dột. Chàng yêu thiếp như thế, nhất định thiếp sẽ không phụ lòng chàng. Hãy like, comment, subscribe kênh để xem thêm những video mới nhất nhé.